Sau một năm thi đấu thành công ở đấu trường quốc tế, các tuyển thủ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Các hoạt động bên ngoài sân cỏ cũng được chú ý, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Hãy cùng ống kính thể thao xem các cầu thủ chuẩn bị đón Tết như thế nào nhé. Đáng chú ý nhất là tiền vệ Phan Văn Đức trải qua một năm thi đấu thành công ở tuyển U23 cũng như tuyển quốc gia. Từng được gọi là chàng cầu thủ nghèo với mức lương ở câu lạc bộ chỉ 7 triệu đồng một tháng. Sau một năm lên tuyển, bằng nỗ lực của bản thân, Văn Đức đã chứng minh giá trị của mình, qua đó giúp chàng cầu thủ trẻ tích góp được một khoản tiền. Mới đây, Văn Đức đã chia sẻ món quà bất ngờ trước dịp Tết Nguyên đán, đó là một chiếc ô tô trị giá gần 1 tỷ đồng. Con định mua cái xe này để Tết đến, con sẽ tự lái đưa cha mẹ và gia đình mình đi chơi. Cả năm đi xa về, con muốn gia đình có một chiếc xe để che nắng che mưa, không chỉ Tết, mẹ muốn đi đâu, con cũng đưa mẹ đi hết. Văn Đức xúc động chia sẻ với mẹ về quyết định tậu xế hợp tiền tỷ. Hà Đức Chinh cũng khiến fan trầm trồ về căn nhà mới xây, khang trang và rộng rãi hơn tại quê nhà Phú Thọ. Những hình ảnh về ngôi nhà được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội trước dịp Tết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chưa đùa rằng nhà mới của Đức Chinh tuyệt đẹp, không khác gì biệt phủ trong truyền thuyết. Ngôi nhà 3 tầng với không gian rộng rãi, thoáng mát, được xây bằng số tiền mà cầu thủ người Phú Thọ tích góp được khi thi đấu cùng U23 Việt Nam lập kỳ Tết tại Thường Châu, Trung Quốc hồi tháng 1 năm 2018. Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng khiến nhiều người tò mò khi đăng ảnh nhà mới. Bạn gái nam cầu thủ cũng chia sẻ bức ảnh dọn nhà trước Tết với chú thích hài hước rằng gọn gàng sạch sẽ chưa đại ca. Dân mạng suy đoán ngôi nhà mới có thể là của Duy Mạnh hoặc của người quen, bạn bè. Nguyễn Phong Hồng Duy song sáo trên sân cỏ và khi về nhà, anh cũng tỏ ra rất thích thú với việc dọn dẹp trang trí nhà cửa. 3 tháng xa nhà đã kết thúc rồi. Duy đã ở nhà cùng ba mẹ, anh chị sửa soạn đón Tết. Nhà cửa còn đang hỗn độn lắm, nhưng chắc chắn sẽ tươm tất để đón Tết. Thật hạnh phúc và bình yên đến lạ, Chính X viết trên trang cá nhân của mình. Không chỉ tân trang nhà cửa hay mua sắm cho Tết, các cầu thủ cũng dành thời gian chăm sóc lại vẻ ngoài của mình sau một thời gian thi đấu với cường độ cao. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Quang Hải rủ nhau đi đổi kiểu tóc mới ở một salon nổi tiếng. Bên cạnh việc đưa người yêu đi sắm Tết, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cũng gặp các đồng đội là trung vệ Duy Mạnh, Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh cũng như bạn bè trong những ngày cuối năm. Những ngày trước Tết, fan phát hiện Đặng Văn Lâm cùng bạn gái tin đồn Yến Xuân đang đi du lịch tại Nha Trang. Trên trang cá nhân, cả hai đều check-in tại một khu du lịch và đăng ảnh khá giống nhau trong cùng một thời điểm. Có thể thấy, sau một năm thi đấu cực lực và xa nhà, các cầu thủ trẻ đã dành phần lớn thời gian bên bạn bè và người thân của mình.